and get going. Là đẹp quá nhỉ, nhiều quá. Để lên này. Lá đẹp thế. Lá đẹp thế em nhỉ. Được nhiều chưa? Được nhiều một tí rồi đấy. Anh ơi. Hả? Xuống dưới này lấy đi, ở trên này nó hơi bé. Ờ. Lấy đi dưới. Đi xuống dưới này nè. Lấy cả lá đi à? Vâng, anh lấy lá xuống đây.
bên kia không có lá này ạ. Có, anh đi rừng thấy nhiều. Nhưng mà anh đâu biết là cái này nó tự tiền. Cái này họ lấy đi làm gì? Gói bánh. Gói bánh nhé. Vâng. Gói bánh chắc ăn ngon đấy nhỉ. Tí nữa em sợ muộn. Anh hội em xếp lá nhé. Anh đếm đúng 50 tàu ấy. Xếp vào nhau. Vâng. Sau em đi chạm cái lá nhỏ nhỏ về quấn. Lấy cho em 2 tàu lá to mà. Lá to. Vâng, 2 tàu nhé. Này được. Có. Cái đấy từ trưa anh mang về đây. 41. Này được 41 rồi. 41, 42, 43, 50 à? Vâng, 50. 50. Được chưa? Ừ. Có cần ảnh luôn. Nhìn em cuốn nha. Như này nè. Con đẩy cái lá này lên. Kỹ thuật hết. Anh quấn thử. Anh quấn á? Ừ. Thế này. Đó. Thế này đưa. Đó. Quấn lên đi. Anh đây chặt. Đấy, từ dưới đấy. Thấy xấu. Ôi. Ôi. Ừ. Anh cứ đi làm. Thế anh đi em xếp làm. Đi. Em làm cho. Nhìn dễ thế mà không làm được. Được nhiều rồi.
Hay anh đi chỗ này về trước nhé, sợ tí nhiều quá mình không mang về hết đây. Mang về chưa? Thích cũng được. Đi tìm dây về buộc. Anh làm gì anh đi chỗ dây này. Anh để dưới xong tí chứ còn một cuốn mất. Anh bù luôn nhé. Đó. Cái này là để mấy bó. Để mấy bó. Để cái này đủ. Đây, để anh khỏe anh bù. Cái này đủ không? Đúng. Anh lấy dao này chặt cái gốc có một luyến cả đến đây đi. Em ở lại bố nhé, anh lấy cái này về trước nhé. Anh đi cẩn thận nhá. Anh cẩn thận nhá. Ơ, được nhiều chưa? Đi đâu rồi nhỉ? Phan ơi! Phan ơi! Phan ơi! Phan ơi! Phan ơi! Dao, cầm cả dao đi, đi đâu rồi nhỉ? Phan ơi! Phan đi đâu rồi? Phan ơi! Em ở đâu ơi? Quá nhỉ, mình đi đâu rồi? Bảo đây đợi mình nhỉ? Phan ơi! Phan ơi! Đâu rồi? Phan ơi! Anh đâu rồi? Phan ơi! Cái chân thì xuống đây mà chắc chưa được thấy.
trả lời. Phan ơi, bị sao nữa này? Em bị sao đấy? Em tỉnh lại đi, đừng dọa anh. Rồi anh. Trời ơi, em bị sao thế này? Em có sao không? Thì đau chỗ nào ấy? Bảo anh nhé, đừng bỏ anh ấy. Bận hết rồi. Em có bị đau chỗ nào không? Có bị ong đốt không? Để anh khám. Em thấy trong người thế này. Đốt chỗ nào ấy? Ông này đập lắm. Trời ơi, đốt đầu lắm ấy. Này, cháu phải đủ thuốc một đồ. Nó bị chỗ này không thôi, không còn một chỗ nào. Có, em thử chỗ này. Ok, tí nữa anh đi đổ thuốc được đồ. Em lên lại đi để nước cho em uống nhé. Nước cho em uống nhé. Em phải uống nước. Hai em nhà đi bán em nhà. Em có biết chú bán không? Anh vừa đi vừa hỏi ấy. Có đi xa không? Học đi xuống với chú hôm trước mình bán cái hạt mang trái. Rồi đi xa lên một đoạn ấy. Anh lên xong em hỏi nhà nào người ta mua lá rong ấy. Em thì đỡ hơn chưa? Đấy. Anh xem. Xong hết đấy. Anh bây giờ đi bán lá nhé. Không được làm gì nhé, đang mệt nhé. Em đi nước đây tí nữa khát nước uống nhé. Vâng, em đi nhé. Cho hỏi lá rong này ở đâu họ mua vậy? Bên kia đi. Nó mua mà.
bà lá, bà mua lá. Có, vâng, em mua lá. Bà to em ạ. Bà to. Đẹp ạ. Cảm ơn nhé. Anh em lấy thuốc về ong đốt đi. Mình lấy thuốc gì nhỉ? Em lấy thuốc ong đốt này anh. À, mình lấy cho ai đấy? Dạ. Mình lấy cho ai đấy? Em lấy cho bạn gái ấy. 50.000. 50.000 là này. Anh cảm ơn anh. Cảm ơn. Còn đau lắm em đi sửa nhé, nó khỏe. Em còn thì đau lắm. Em đi pha cái thuốc giảm đau cho em nhé. Được nhé.
Thì anh gọi anh khác kiếm anh. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Người đã ốm. Uống tí thuốc thôi đi.